Trân trọng kính chào quý đầu tư và anh chị quay lại kinh bất sản đất Việt ngày hôm nay. Hôm nay gia chủ có ký gửi mình một căn nhà ở Mỹ Tho. Hiện tại em đứng đây là ở đường huyện 94. Đó, di chuyển cả, cả khoảng 500 mét là ra tường ấp bắc, còn bên phải là về Trần Quang Hiển nha. Còn di chuyển ra cái đường nhựa này là ra đường Phạm Hùng nè anh chị. Cái đường này là di chuyển khoảng một cái gửi số là ra đường Phạm Hùng Còn về phải là về ga quốc lộc A Còn về trái là về chợ Trung An Về Bình Đức Về khu công nghiệp ha Đường này xe à, di chuyển rất là thuận tiện nha anh chị Cái nhà mình nó cách cái đường huyện 94 này á, khoảng là 20 mét thôi Cũng khá là gần nha Đường đó là xe ô tô, xe tải nhỏ vô tới nhà luôn nha anh chị Đây em quay qua cái nhà cho anh chị xem ha đây, di chuyển vô hết căn nhà đầu tiên là cái nhà mình nằm đây trái anh chị. Cái nhà mình là nằm hướng Tây Bắc nha. Đó, với diện tích là ngang 4m, sâu vô là 20 cắt hết cái nhà luôn. Đó, có một lầu, ba phòng ngủ, nhà một một vệ sinh, một phòng bếp, một phòng khách. Nhà mình nhà mới nha anh chị. Hiện tại là đang cái giai đoạn là à, cần xong rồi, khoảng 4 đến 5 ngày nữa là người ta bàn giao căn nhà mình nha anh chị. cái nhà mình là full hữu cư nha anh chị khu đây ở rất là đông nha khu này an ninh và rất là yên tĩnh cái nhà mình rất là đẹp nha hiện tại đang xây gần sông rồi anh chị để đây tới anh chị để em quay xa xa để cho anh chị nắm rõ hơn cái tổng quát cái nhà mình nha anh chị đây quá đẹp anh chị nhà rất là rộng ha rất là thoáng cổng và từ cái cổng là cái sân cũng rất là rộng à, rãi nữa để mình xe vô rất là thuận tiện ha nhà mình có một lầu nha anh chị ba phòng ngủ nha cái nhà mình là full nội cư từ cái nhà mình nó di chuyển ra đường ấp bắc á, chỉ có là năm trăm thôi còn di chuyển ra đường phạm hùng á, là một cây gửi số từ cái nhà mình di chuyển ra đường huyện 93 94 á, chỉ có là 20 m à. Đây. Đây, cái đường này đi là đi bậc thang lên lầu này anh chị. Phòng ở trên rất là rộng, rất là thoáng nha anh chị. Ở trên thì gia chủ cũng thiết kế à, thạch cao, cũng rất là sáng và à, đẹp căn nhà mình ha. Thì à, gia chủ cũng thiết kế điện đi âm tường ha. Đây, để em di chuyển sâu vô trong nữa dẫn cho anh chị tham quan hết căn nhà mình. Nắm từng chi tiết ha à, Bên em cũng nhận thi công công trình sang lắp một bằng à, Nhận ký gửi mua bán nhà đất à, Quý đầu tư Và anh chị nào có quan tâm Thì hãy ký gửi bên em Để bên em xuống quay trực tiếp Và ra bán dùm cho anh chị ha Đây Ở trên trần gia chủ thiết kế rất là đẹp ha à, Thạch cao rất là đẹp Điện người ta đi âm thường hết luôn nha anh chị tường thì cũng dán lên khoảng 1m2 nhìn rất là sạch sẽ và sáng căn nhà mình nha anh chị căn nhà mình làm ở là vị trí là ấp 4 xã Trung An thành phố Mỹ Tho hiện tại trước căn nhà mình là đường xe ô tô xe tải nhỏ vô tới nhà nha cái nhà mình là hướng Tây Bắc với diện tích là ngang 4 sâu vô là 20 nhà mình được full hút cư được 3 phòng ngủ một bếp một lầu và một phòng khách. Đây. Đó, đã ốp gạch hết rồi còn cái nền nữa là ấy đèn nữa là xong nha anh chị. trên thì gia chủ gắn lắp phòng hết rồi nè. Từ cái căn nhà mình ở với quý đầu tư và anh chị nào ở Sài Gòn di chuyển về đây là khoảng 70 cây số thôi nha, cũng khá là gần nha. Khu này ở rất là an ninh và yên tĩnh. Đây, để em tiến sâu về phía sau cái căn nhà để quay cho anh chị thấy coi nha. Với gia chủ bán căn nhà này là 1 tỷ 3 nha anh chị. Giá này còn thương lượng chính chủ nha. Đây, có một chú đang xây ốp gạch cái nhà vệ sinh đây. Đó, cũng khoảng 4 đến 5 ngày nữa là xong căn nhà nha anh chị. Đó, cuối căn nhà mình có một cái họ thoát hiểm nè đó khoảng 3 tấc ha cũng rất là thoáng ha ở trên lầu mà nó là có, có cái phòng rất là rộng nha anh chị